thưa quý vị và các bạn. Để trước khi bắt đầu qua bài 2 dành cho Tông Nam, dành cho giọng Nam, thì Tâm xin phép giới thiệu ca sĩ, danh nhân Du Phan cùng đến với Tâm để em cùng làm việc với Tâm để cho cái không khí nó vui vẻ ha. Rồi, cái bài bữa trước là Do Re Mi Re Do, thì mục tiêu của Tâm là làm sao các bạn đi ca, các bạn tự tin thôi. Bây giờ ha, thí dụ như là mình sẽ học như vậy nè. Khi anh Tâm đừng học âm nào thì Du sẽ ca theo ha. Thí dụ như cam go nè, anh sẽ thay đổi tông nha. Do re mi re do. 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 Xém chết ha. Mới nói đồ không à. Ok, rồi bây giờ là cái bài bữa hổm là bài gì mà mình ca quên rồi. Rồi bây giờ thử nha. Nhưng mà giống như là bây giờ là Du là một ca sĩ mới tập hát đi vô phòng trà, thì anh Tâm thử đệm nha. Rồi em mà mò, em mò sao không vô được là anh hài lòng rồi. Ok. When I was young, I listened to the radio. Rồi, quá hay. Bây giờ mình chơi mình, ông nhạc sĩ đó, ông hứng quá, ông ca đổ qua tông này nè. When I was young, I listened to the radio. Rồi, bây giờ ông lỡ rồi, ông quên, không biết ông du ca tông nào, ông đệm đại tông này. When I was young, quá hay. Đó, các bạn học với Tâm là các bạn sẽ tự tin khi người ta đệm cái gì mình cũng vô được. Đó là cái mong muốn của Tâm ha. Rồi, ok. Rồi, hôm nay chúng ta bữa hổm là chúng ta tập cái bài 1 là quãng 1. Mà nghe nó quãng thì dân mới biết ca hoặc chưa biết gì về âm nhạc thì sẽ rất là rung. Tâm sẽ nói lại không có cái gì rung hết. Thí dụ cái học âm nó là đô thì quãng 1 sẽ là đô. Còn có những bài mà thí dụ When I was young, họ vô quãng 1, nhưng mà thí dụ có những bài khác họ vô quãng 2. Thí dụ như là Yesterday, họ vô quãng 2 chứ không vô quãng 1. Thì mình phải làm sao? Quãng 2 là gì? Quãng 2 là Re, quãng 1 là Đô, quãng 3 là Mi, quãng 4 là Fa, quãng 5 là Son, quãng 6 là La, quãng 7 là Si. Thí dụ như có rất là nhiều bài vô quãng 5. Thí dụ như mà Do, Re, Mi, Fa, Son là quãng 5 đó. Không còn mùa thu, giống như là bữa hổm thấy ngân ca. Thì bữa nay mình sẽ chính thức học bài 1 ha. Trước khi học bài 1, nhắc lại, lấy hơi là sao? Lấy hơi vô bụng dưới, hít cả nhanh thật nhanh hơi bụng bằng mũi và miệng và kéo hơi sâu vô. Khi ca, không nín thở ca, không ngước lên ca, không cúi xuống ca. Rồi, mời các bạn tập thử với Du bài 2 coi nha. Tắt lại vậy nè.
đô đô rê mi mi rê. Đó, bài nếu mà kéo thì dài lắm thôi, mời mời Du ngồi, anh sẽ phát Tâm sẽ phát nguyên cái bài này để cho các bạn nam về tập nha. Đây là bài học luyện thanh số 2 dành cho nam về quãng 2. Các bạn nam ráng theo nha, theo về cao độ á. Thank you.
rồi, đã xong bài 2. Luôn luôn các bạn nhớ đồ đồ rê mi mi rê, tất cả các bài luyện thanh này luôn luôn đi kèm theo với tập lấy hơi nha. Rồi, thì để cho mục đích để các bạn vô nhà một cách tự tin. Thí dụ như là khi đồ rê mi mi rê, thì khi trả bài tuần tới nè, rê đồ. Mời Du Phan thử là cái bài rê đồ là bài Yesterday phải không? Yesterday. Ok. Rồi sẵn đó để trước chấm dứt chương trình, mời các bạn thưởng thức cái bài tí xíu nha, một đoạn thôi nha, cái bài Yesterday của Beatles, do ca sĩ doanh nhân Du Phan thể hiện nha. Rồi. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Certainly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Du Phan. Rồi, nếu các bạn thấy bài học số 2 dành cho nam hữu dụng thì xin mời các bạn đăng ký kênh, subscribe, like, comment, share và nhấn chuông theo dõi nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.